chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang, nên khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì mưa rào và dông với lượng mưa trong khoảng 30-60mm trong 24 giờ. Riêng ở Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ, Cao Bằng có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Do mưa dồn dập trong thời gian ngắn nên ở các khu vực vùng núi Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ cần hết sức đề phòng với nguy cơ xảy ra thiên tai như là lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Dự báo đợt mưa này còn kéo dài đến hết đêm nay, ngày 3 tháng 10, sau đó sẽ giảm dần. Về nhiệt độ, do trong ngày hầu khắp Bắc Bộ trời còn nhiều mây và mưa rải rác, nên mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh, thành phố, khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Bắc phổ biến trong khoảng 29-31 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ cũng quanh mức 32-33 độ. Ở miền Trung, hôm nay trời có nắng từ sớm nhưng cường độ không quá gay gắt. Nhiệt độ trưa chiều ở tất cả các tỉnh, thành phố miền Trung đều duy trì ở mức từ 32-34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, nhiệt độ sấp xỉ ngưỡng 35 độ. Đáng lưu ý về chiều và tối, khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận vẫn có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa dông, nên cần phải đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật đi kèm trong mưa. Ở phía Nam, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục đi ngang qua Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, lại thêm tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông mạnh. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong khoảng 30-60mm, có nơi trên 100mm trong 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Do mưa nhiều nên trong ngày ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời đều nhiều mây, nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng là từ 28-31 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 32-33 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, trên khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa vẫn cần cảnh báo với mưa rào và dông nhiều nơi, khiến cho tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ 4-10 km trong mưa. Cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Bản tin thời tiết sáng ngày 3 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!